Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều lĩnh vực. Long An phấn đấu năm 2022 cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giải quyết trực tuyến mức độ 3, đạt từ 45% trở lên. Mục đích của kế hoạch là 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh được rà soát, đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công có đủ điều kiện theo quy định được áp dụng dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2022. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết trực tuyến mức độ 3 đạt từ 45% trở lên. Năm qua, các hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh vận hành ổn định thông suốt, phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước, ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên hệ thống một cửa điện tử đạt 99%. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử giữa trong nội bộ và giữa các cơ quan nhà nước đạt gần 100%. Tỷ lệ văn bản được ký số, tỷ lệ sử dụng hộp thư điện tử đều đạt trên 96%. Đến nay, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp 159 cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 8,5% và hơn 1.400 cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 76%. Kết nối được 110 cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 với cổng dịch vụ công quốc gia. Lũy kế từ đầu năm đã có trên 83.000 hồ sơ nộp trực tuyến, tăng trên 82% so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, Internet và công tác thanh tra kiểm tra được thực hiện đảm bảo thường xuyên.